Đội tuyển Việt Nam dốc sức tập luyện, quyết tâm giành kết quả tốt nhất trước đội tuyển Iraq. Chiều ngày 22 tháng 1 theo giờ địa phương, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng bảng Asian Cup 2023. Dù không còn cơ hội để đi tiếp nhưng thầy trò huấn luyện viên Philippe Trezeguet vẫn quyết tâm nỗ lực hết mình để giành kết quả tốt nhất trước đội tuyển Iraq. Đây là mục tiêu không hề dễ dàng bởi lịch sử đối đầu đã cho thấy sự lấn lướt của Iraq so với đội tuyển Việt Nam. Trong 5 lần gặp nhau ở các giải đấu chính thức, đội tuyển Việt Nam chỉ một lần giành được kết quả hòa, còn lại đều thất bại trước đội bạn. Bên cạnh đó, đội bóng Tây Á cũng có lợi thế hơn về tâm lý trước thầy trò huấn luyện viên Philippe Trezeguet khi đã giành quyền đi tiếp tại Asian Cup 2023 và đang tràn đầy nhuệ khí sau chiến thắng vang dội lần đầu tiên sau 42 năm trước đội tuyển Nhật Bản. Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam khó có được đầy đủ các sự lựa chọn khi Tuấn Hải, Văn Tùng và Tiến Anh vẫn đang trong chế độ tập hồi phục. Trong khi đó, sự trở lại của Đình Bắc là tin vui nhưng vẫn cần theo dõi thêm bởi phong độ của các cầu thủ trẻ nói chung thường chưa có tính ổn định cần thiết. Mặc dù đối diện với những khó khăn và chịu áp lực rất lớn, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần không bao giờ từ bỏ, dốc sức tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Trezeguet quyết tâm sẽ tạo dấu ấn thật đẹp trong trận đấu cuối cùng tại vòng chung kết Asian Cup 2023 như một lời tri ân người hâm mộ trước thềm năm mới Giáp Thìn.
đâu ạ. À, tình hình của đội tuyển Việt Nam như thế nào sau trận đấu với đội tuyển Indonesia sau 2 ngày chúng ta chủ yếu tập gym ở khách sạn? Tình hình của đội với em là tuy là đã để thua trước Indo đối thủ trực tiếp để có thể giúp Việt Nam vào vòng trong thì nói chung là mọi người cũng cảm thấy rất là buồn, nhưng mà với em vẫn còn một trận đấu nữa để mà hướng tới mục tiêu tiếp theo và mà sao chuẩn bị tốt nhất để mà có những thành tích để mà không quá là tiêu cực trước Iraq. Huấn luyện viên Chu Duy có chia sẻ điều gì và động viên với ở Khang và các đồng đội như thế nào trước trận đấu với đội tuyển Iraq? Về huấn luyện viên Philip thì vẫn sinh hoạt như bình thường và vẫn như mọi lần họp đội và vẫn tập trung để mà làm sao mà chuẩn bị cho trận đấu Iraq là trận đấu cuối cùng. Không có gì thay đổi. Khang đánh giá như thế nào về đội tuyển Iraq qua những lần mà chúng ta đã được đối đầu, đặc biệt là vòng loại World Cup vừa rồi? Đối thủ Iraq thì là một đối thủ mạnh khu vực châu Á mình, và rồi Việt Nam cũng có một lần đối đầu vòng loại World Cup, vòng loại World Cup thì đấy cũng là một đối thủ rất là khó khăn, mà bọn em sẽ cố gắng làm sao để mà chơi tốt nhất và có bàn thắng tốt nhất ở trận đấu cuối cùng. Khang là một cầu thủ trẻ và đã được cho vào sân ở hai trận đấu tại Asian Cup năm nay. Vậy thì cái cảm xúc của Khang như thế nào khi mà được thi đấu một trận đấu lớn như vậy? Cảm xúc của em thì rất là tự hào khi mà được thi đấu nhất cho đội tuyển quốc gia. Đây là cảm xúc tự hào nhất của cầu thủ. Với em thì em luôn cố gắng làm sao học hỏi ở từng trận đấu và mỗi giải đấu làm sao để có phát triển tốt nhất bản thân. Khang có khá nhiều những cú dứt điểm trước đội tuyển Nhật Bản và Indonesia nhưng mà đáng tiếc là chưa có bàn thắng. Khang có những cái suy nghĩ như là có khát khao để có được một cái pha lập công ở giải đấu này? Em cảm thấy rất là khát khao để mà có một bàn thắng để có thể giúp đội tuyển có thành tích tốt, cũng như là mọi cầu thủ cũng vậy thôi. Thì em mỗi lần được trao hội thi đấu thì em cố gắng hết sức mình và cố gắng làm sao thể hiện 100% khả năng của mình. Trước một cái đội tuyển Iraq họ cũng đã thắng 2 trận và chắc chắn vào vòng trong rồi, thì với cá nhân em với cả toàn đội thì cái mục tiêu cụ thể trước đội tuyển Iraq thì là gì? Với cá nhân em thì mục tiêu của em là chúng ta vẫn sẽ cố gắng chiến đấu hết mình trước đối thủ, bất kể đối thủ nào tuy không còn cơ hội nhưng mà vẫn sẽ có 100% sức công sức cùng toàn đội để mà có thể có kết quả tốt nhất trước đối thủ. Em đánh giá đâu là cái điểm đội tuyển Iraq mà mình có thể gọi là khai thác vào trong hai trận đấu họ đã trình diễn rồi? Họ rất nhiều điểm mạnh nhưng mà anh cũng có những cái điểm mà mình chúng ta có thể quan sát được. Với đội Iraq thì em nghĩ là đội em sẽ còn đội sẽ cố gắng làm sao để mà phân tích, tìm hiểu ra và xem video để mà gọi là rút kinh nghiệm, tìm ra điểm yếu đối thủ và em sẽ tập luyện để mà cải thiện, em sẽ tập luyện để mà đánh vào những điểm yếu của đối thủ. Khang có xem các bản trình diễn của các đội bóng Đông Nam Á tại Asian Cup lần này không, và em đánh giá như nào về cái sự gọi là phát triển cũng như là cái tiến bộ của các đội bóng Đông Nam Á như là Thái Lan hay Indo ở giải đấu năm nay? Các đội bóng Đông Nam Á em thấy tất cả các đội đều có sự tiến bộ nhất định, và cùng với đó là bởi vì là em thấy Thái Lan chơi rất là tốt ở những trận đấu vừa rồi, hai trận đấu với Kyrgyzstan và Oman thì em cũng có theo dõi. Những đội bóng chơi rất là tốt. Trước thềm trận đấu gặp Iraq thì em có muốn nói điều gì với người hâm mộ trước trận đấu cuối cùng không? Trước trận đấu cuối cùng thì em cũng nói vài lời nó cũng muộn là toàn đội sẽ cố gắng hết sức và thi đấu hết khả năng có thể, và mong người hâm mộ sẽ luôn ở bên cạnh. Ok. Cảm ơn. Ok. Ok em ơi. Ok, tạm biệt em ơi. Chúc cuối nhé.